Em nghe thấy quá kỹ tính em cũng hơi sợ. Nó kỳ mình làm, không phải là bắt bạn làm. Em không thích đàn ông gia trưởng, ích kỷ, mê bạn bè hơn mê vợ. Em không thích bạn gái mê trai thôi chị ạ. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ ta giới thiệu về mình. Mời bạn. Chào anh Trần Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Mình Hồ Sĩ Hụt Cương, năm nay mình 25 tuổi, mình đến từ Nghệ An. Hiện tại mình đang làm về công ty vé máy bay du lịch tại quận 12 ạ. Rồi, xin mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Liên. Năm nay em 27 tuổi, em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê gốc của em thì ở Hải Dương, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm vị trí điều phối viên tiếp thị cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thứ nhất là giao tiếp. Em là một người khá tự lập và có trách nhiệm với lại gia đình, sống vì gia đình nhiều. Em lớn hơn bạn trai bên kia 2 tuổi, em có ngại gì không? Nếu như thực sự có cảm xúc và thực sự có duyên thì cái tuổi tác em nghĩ nó cũng không thành vấn đề. Quan trọng là không biết bạn nam bên đấy có cảm thấy ngại nếu như mà mình hơn bạn 2 tuổi không? Mình đàn gái không ngại, đàn trai mắc mớ gì ngại. Nhất cái hơn 2 gì trái hơn 1 mà bạn. Đâu có sao. Khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, khuyết điểm thì thứ nhất em là một người khá nóng vội, cũng nóng tính và nhiều khi thì hơi thẳng thắn quá, cho nên dễ làm cho đối tượng nói chuyện với mình bị tổn thương. Cái khuyết điểm của em đó là em cũng dễ tin người. Em thấy ai đó mà nói chuyện với em mà cảm thấy thực sự họ vui vẻ, họ có nhiều thiện cảm với mình thì mình lại suy nghĩ là họ rất là tốt. Với một người điều phối như em, anh nghĩ rằng rất là chắc. Bởi vì nếu như em nóng vội á thì em cũng sẽ phạm sai lầm, dễ muối lòng em cũng phải phạm sai lầm đó. Thành ra những cái này phải thay đổi liền ha. Dạ. Thôi, bạn trai. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn. Trong gia đình có thể làm được hầu như tất cả các cái công việc trong gia đình. Có thể thay thờ nữa là sửa điện, sửa nước chẳng hạn. Cái đó dễ, đàn ông phải biết cái đó rồi. Sửa nó có xài được không thôi. Anh cũng sửa điện được mà sửa xong cuối cùng không có cháy. Khuyết điểm là gì? Em với bạn bên cạnh là tương đối rộng nhau. Về cái khuyết điểm và ưu điểm là em cũng nóng, hơi nóng tính. Hai người nóng với nhau mệt lắm à. Thí dụ người phụ nữ nóng hơn em có nhịn họ không? Nếu mà họ lớn hơn mình, ác được mình thì mình sẽ nhịn, vì em thường thường là sẽ nghe theo cái đúng. Họ ác được thì mình nghe, còn không ác được mình tới luôn. Rồi, bây giờ mình có tật xấu gì không? Quá kỳ tính. Cái này cũng là một cái tật đấy. Bởi kỳ tính quá, phụ nữ khó chịu lắm. Bên đây lo rồi đó. Em nghe thấy quá kỹ tính em cũng hơi sợ. Không có gì sợ, nói về thôi. Đâu có kỹ tính thì giao cho ông kỹ, mình bê bối chứ có gì đâu. Thực sự thì tâm bên này mình vẫn làm tốt. Nó kỳ nhưng kỳ mình làm, không phải là bắt bạn làm. Nhiều khi em cũng kỹ tính, khá là kỹ tính, nhưng mà em nghe thấy quá kỹ tính thì em cũng hơi sợ. Không sao, nói vậy thôi à. Yêu rồi vô tay mình quản lý, mình xử lý hết em ơi. Dạ. Bạn gái bên kia muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Ngoại hình thì có duyên là được rồi ạ, cao khoảng 1m68 được rồi, bởi vì em cũng hơi thấp, không có hình xăm. Dạ, không bị hói, không bị hô. Bên đó có dính gì không? Không chị ơi. Người kế bên dính thôi. Dạ, về tính cách thì em muốn tìm một đối tượng chững chạc, là một người biết chia sẻ, không gia trưởng và không quá kỹ tính, cầu tiến trong công việc, biết có trách nhiệm với gia đình. Bên này đáp ứng gần như hết, chỉ có vụ kỹ tính thôi. Đúng không ạ? Đúng không em? Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Cao trên 1m50. Được. Tóc dài. Có. Cõi xinh thì càng tốt. Biết quan tâm mọi người và quan trọng là sẽ chăm sóc gia đình tốt. Này dễ thôi. Như cầu em đưa ra, anh thấy phụ nữ nào cũng gần như có hết. Nói tôi nghe không được ta ơi. Có cái điều gì bạn không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích bạn gái mê trai thôi chị ạ. Cái này không được. Chứ gái không mê trai mê gì, mẹ mê gái. Mê nhưng đừng thể hiện quá. Ủa? À? Hồi xưa giờ anh thấy phụ nữ nói không thích đàn ông mê trai, chứ lần đầu tiên thấy đàn ông mà không thích phụ nữ mê trai. Mình quên, em quên điểm nhược điểm của em là em ghen. Ghen dữ lắm hả? Ví dụ như bây giờ đang chạy xe ngoài đường, thấy bạn gái mình rồi, để tay lên đùi, ngồi sau lưng để tay đùi cái người chở luôn. Hồi em làm gì ngay lúc đó? Làm gì? Em phải hỏi người đó là ai như thế nào. Thôi người ta nói là đồng nghiệp. Đồng nghiệp sao để tay trên đùi? Thì chạy xe đường đông chật hẹp, giờ cao điểm kẹt xe thì dính vô té hay sao? Đúng không rồi. Nếu mà trường hợp xảy ra thì cứ để em điện trở về, không cần ai chở.
Nhưng mà bây giờ em không tới, mà em cũng đi làm, người ta cũng đi làm. Người ta đang đi công việc, sếp giao ra, hai đứa đi giao hồ sơ gì đó cho khách hàng. Thì người ta chở nhau về, người ta đi luôn, kẹt xe thì người ta phải dịnh chứ. Lúc đó em ở đâu ra mà em chở? Đúng rồi. Cái xe Vin hả? Cái này khó. Không, không khó đâu. Cái gì đâu, bình thường á. Cái chuyện nếu này rất bình thường. Em giải quyết vậy hơi vội. Em phải hỏi ra, thật sự thôi, ủa tại sao em để tay lên đùi người đó? Nó ở đó giống vậy, thích chị Tường. Hoặc là thầy, thậm chí em thấy để hai tay hai bên luôn. Mà lúc đó đâu có biết chuyện gì xảy ra. Nhiều khi anh thắng cái gì đó, đó thắng gấp quá, cổ vô tình cổ để vô cái em nhìn thấy gì ta không kịp. Mình có ghen là ghen, nhưng mà nó đâu nó rõ ràng cái đó. Ghen mà ghen tầm bậy, ghen bóng, ghen gió là tào lao. Xong vậy tôi xin lỗi quay lại. Cái gì xin lỗi quay lại? Cô đàn bà con gái ta giống như là sẵn đâu để đó, tự nhiên đi đường xin lỗi quay lại. Công việc ổn định chưa? Công ty em cũng tiến độ ổn định nha chị. Mình có lập kế hoạch bao nhiêu năm mình mua nhà, bao nhiêu năm mình sinh con, sinh cái gì chưa? Nhà thì có trả góp ngân hàng. Đúng rồi, mà mua chưa? Ngân hàng lo. Rồi, sau này định sinh mấy con? Cái này thì cũng hên xui. Trời cho, trời lo. Trời cho, trời lo. Không được. Đó, thì tại vì mua vé, mua nhà mà không ngân hàng lo. Đẻ con thì trời lo. Lấy vợ tự lo, tôi không làm mai. Khó. Chứ rồi sao? Để anh qua coi đàn gái sao mà đàn gái làm khó đàn trai. Nghe quá. Ghen quá là không vui rồi. Ồ, em gái, dễ thương quá. Anh bên kia thật sự là cũng dễ thương lắm. Anh nói thôi chứ thấy anh cười không à. Hình như nói cho có thôi chứ cũng đến mức mà ghen gì đâu. À, dạ, tại em cũng rất ghen mà. Chết rồi. Hai dạ, người này gặp nhau mệt rồi nha. Cái tính em thì em nghĩ như nào em sẽ nói luôn chứ em không giữ trong bụng. Vì vậy nếu như mà em gặp những trường hợp đó thì em sẽ hỏi lý hỏi do. Sao? Em thì em chưa gặp trường hợp đó, nhưng mà nếu em nghĩ là gặp trường hợp tương tự như anh á thì cũng khó. Sao khó? Nè anh chỉ em là đơn giản nha. Dạ. Em cứ nhẹ nhàng chạy kế bên, em gặp anh ấy, chào anh. Anh khỏe ha. Bạn gái dễ thương quá, chào bạn. Chút rảnh về uống cà phê với mình nha. Rồi đi về. Ha, đi về lo cơm nước nhẹ nhàng. Rồi anh ấy về, cứ nhẹ nhàng cho anh. Tình hình sao anh? Đó. Từ từ anh ấy giải thích, đừng có căng quá. Về mới giờ mở cửa ra càm ràm, thậm chí là la lối ôm sùm là cái đó đúng là căng thiệt. Em cứ nhẹ nhàng như thế, đối phương mới sợ, đối phương mới nể và đối phương mới khai. Đây, được bây đó. Giờ nè, kinh nghiệm của chị nè, để được biết đó. Là nó có rục rịch gì hay không. Em chỉ việc chạy lên, bóp kèn, tin tin, xong chạy, chạy luôn. Mình mắc gì mình làm vợ, người yêu mà. Nếu người đó chạy theo, giới thiệu, năn nỉ, em ơi, ủa em đi đâu vậy? Đây là bé đồng nghiệp anh hay là chị nè, anh đang chở qua đó qua kia, em đi đâu vậy? Là, thì cái đó là không có gì. Ngu gì chạy còn theo. Nếu như mà em qua bóp kèn, tin tin, xong em chạy, rồi nó để cho em chạy luôn là em hiểu rồi đó, em đi luôn rồi đó. Không phải. Anh là anh chạy luôn. Bởi vì đường đường mình có sợ ai đâu, cứ chạy. Ủa thì cho thấy vợ mình nó chạy lên. Bây giờ anh nè, anh đang chở em đi ngoài đường đó. Anh đó, đang chở em đi ngoài đường nè. Đang ngồi hai anh em nói chuyện nè. Rồi cái vợ anh đang chở con anh chạy trước nè. Tự nhiên tình cờ, ủa anh, rồi anh chạy luôn à. Thì đâu có, anh nói, ủa chở con về hả, giờ chở gì trước đi, chút anh về sau. Cái đó bình thường. Thì tại vì là vợ anh biết Cát Tường rồi. Con đằng này, cô này cũng đâu có biết cái cô và bạn gái sau lưng cái anh kia. Ủa sao cãi chuyện của ta. Thì cổ phải. Em nghe chị Tường á, là chị cũng đồng phái với em. Hành chị cũng ghen, hành chị có cách xử khác. Anh là người trung gian, anh sẽ xử cách nhẹ nhàng hơn. Nghe anh đi em. Nghe chị đi em. Tùy em xử lý. Em không thích gì người đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng, ích kỷ, mê bạn bè hơn mê vợ. Dạ, ví dụ như là bạn nhậu. Em trai có nhậu không? Nhiều anh. Có nhậu nhiều đó em. Tình hình nãy giờ anh hỏi bên đây là em nghe hết rồi ha. Em tự định đoạt cuộc đời. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai em? À dạ em đi với anh họ em và chị em. Xin chào anh Việt Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả có mặt tại trường quay. Về nhận xét về chàng trai bên này thì mình thấy tuy nhỏ hơn 2 tuổi nhưng mà tính rất là chuẩn, có vẻ là một người công việc rất là kỹ càng, điềm đạm, sẽ là một chỗ vừa tốt cho Liên sau này. Hy vọng hai bạn sẽ đến được với nhau. Và bạn trai đi với ai? Em đi với bạn thân và đồng nghiệp ạ. Mình là Hùng, mình là bạn thân của Cường. Bên này bạn nữ hơn 2 tuổi nhưng tuy nhiên thì Cường bên mình so với bạn bè trang lứa thì cũng rất là chững chạc. Tuy rằng hơi đen nhưng mà có duyên. Bạn thân khen quá ha. Mình thấy là hai bạn cũng rất là hợp nhau đấy. Mình hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau.
Tại vì đằng nào thì chiều nay thì mình cũng đi nhậu rồi nên là cố gắng chắc thêm một người. Trời đất ơi, sao lên đây kiếm vợ, phải lên kiếm bạn nhậu. Bọn em bảo rồi, nếu như mà anh không bấm nút thì anh này sẽ ở dưới đây bấm nút. Hay. Bỏ cái này tôi nói hay. Rồi thì cái để tôi chung qua tôi nói một câu nữa nè, dại dột nghe chưa? Đi kiếm vợ mà dắt theo thằng bạn vậy là chết rồi. Thân cái gì? Thân này là thân ai nấy lo, nó lo thân nó trước kìa. Trời ơi thất bại, em thấy em này em thất bại toàn tập luôn rồi. Rồi bây giờ kéo cho màn lên. Coi được thì bấm lẹ lẹ để dưới ta chôm ta chọc em ơi. Tuy rằng bạn bên này nhỏ hơn nhưng mà nhìn già hơn đấy. Bạn, hoa này là tự tay mình làm á. Xuất sắc. Anh em nha. Đẹp anh. Gì cũng đẹp. À rất đẹp, rất đẹp, nhâm nhâm. Quá đẹp đi. Nếu như không nói tuổi ra thì ai cũng đoán anh này là lớn tuổi hơn em hết. Đừng lo, anh này lớn tuổi lắm rồi. Bán vé máy bay mà thường ta gọi là phi công á. Nhưng mà bên mình nhau ấy thì bạn có thể là anh em. Dạ, anh chào chị. Nhưng mà định với nhau ấy, em có thể nghỉ công việc bên kia để về tiếp quản công việc bên này không? Anh thấy em làm sale ấy, thì nó rất phù hợp về quản lý công ty. Cho em hỏi một chút vui thôi nhé. Anh đang tìm một người vợ hay là tìm một nhân viên sale ạ? Em cảm thấy em là người sống cho cái gia đình rất là nhiều. Và nếu như khi em gặp một đối tượng và có duyên, có phận với đối tượng đó thì em sẽ ưu tiên về cái gia đình mình trước tiên. Dạ, nếu như thực sự có thể để hỗ trợ được cho ông xã của mình thì em sẽ sẵn sàng. Mình muốn có một hậu phước vững chắc để mình phát triển thôi. Tại vì về là cái em, người em... tin tưởng nhất ấy, sẽ là người vợ. Cho em hỏi thì cái lần đầu tiên anh thấy em thì anh có cái suy nghĩ gì không? Cái điểm đầu tiên mình thấy là có thể hai người có quá nhiều điểm giống nhau. Kể cả tính cách hay là về giao tiếp thì mình thấy nhiều điểm giống nhau. Chững chạc và mình cái đó là cái mẫu người mình thích là một người chững chạc. Em cũng muốn nói với anh chút xíu về cái suy nghĩ của em. Thì như vừa nãy anh trao đổi là anh rất là ghen và em cũng ghen. Mình nên tránh những tình huống như thế và mình nên tin tưởng nhau nhiều hơn. Anh rất hy vọng cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Hãy tiến anh, thệ dậy của để anh lo. Suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Nếu mình không bấm thì cơ hội sẽ dành cho rất nhiều người ở phía dưới đang muốn bấm. Một. Em hết cơ hội rồi. Hai. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm chặt vào. Đây là chuyến vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một phần quà của Kumagon. Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Và đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đã có ngày hôm nay rồi, đã có giây phút này rồi thì chúng ta hãy trải lòng mình, hãy kể cho nghe tất cả một câu chuyện để chia sẻ, biết đâu chúng ta sẽ cùng với nhau để bước tiếp một chặng đường còn lại trong cuộc đời này. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn.